Vâng, giờ em Tuấn lột đồ đôi loa này ra cho các bác xem. À, đến em còn mê mẩn nhé, chứ không nói gì đến các bác. Em Tuấn còn mê mẩn nó. À, riêng một đôi loa này thì báo cáo bác là các bác chỉ cần duy nhất một đôi này thôi. Nghe nhạc rất hay, nghe hay và hát cũng hay luôn. Chơi hay, bày đẹp. Con này thì khá là khủng, cao hơn 1 mét cơ. Đấy, hôm nay em sẽ khui hàng cho bác nhé. Đây là hàng xịn chứ không phải hàng fake các bác nha. Hàng xịn chứ không phải hàng fake. Nhưng chú ý hộ em. Mà đặc biệt là các bác lại được này, họ đã xử lý cái thùng kiểu này. Nó rất là sang, sang và chất. À, bình thường bây giờ các bác mua một đôi loa này, đôi này 21 triệu 8 cho em đúng không? À, những cái đôi loa mà vỏ thùng nỉ đã 23, 24 triệu. Này, cho các bác nhìn xem củ loa tất cả nha, hàng chất của nó đấy chứ không phải hàng vớ vẩn bác nha, hàng xịn luôn ạ, hàng chất của nó đấy. Đây, đây về gân màng này, gân loa màng loa thì còn nó ra đẹp xuất sắc rồi. Bát 40 đẹp xuất sắc nha. Đây, nỉ và phân tần dưới này, đây kín hết dưới này đấy, nỉ phân tần đấy. Tiếp kèn vào đây, thùng và khoang. Đây em quay cho bác nhìn này. Bác nhìn côn này. Để từ từ bác nhìn, nó nặng lắm. Nó nặng không phải là đỡ, cái nó đỡ chỉ do nó sập một cái là nó hỏng mất loa không được. Đây, ôi được không được. Đây bác nhìn con ngựa này đi. Nhìn con này ngựa này, đấy. Nhìn con ngựa đi cho em nhé. Được chưa? À, con này con đây, đây. CBL 8O 5021 và những cái model này kệ. Chỉ cần một con này thôi, các bác có thể vừa nghe vừa hát gia đình, rất là ấm áp và hay. Em mà dỗi em sẽ làm clip test cho bác cái chó này của nó này. Cái chó của này nó có tầm 45, 45 hơn 45, hơn 45. Ôi, nhìn chưa? Chóa tầm 45. Hai lỗ thông hơi phía trước. Hai lỗ thông hơi phía trước này. Đấy. Hai lỗ thông hơi phía trước. Ê căng màu xanh. Anh dịu cho bác luôn. Xanh đen, cái căng là màu xanh đen luôn. Giờ em sẽ đo kích thước cho bác nhé. Kích thước chiều ngang này. Chiều ngang là 64. Chiều sâu cả e căng 51. Đồng 51. Chiều cao này. Này để giảm cái đầu xuống nha. Có một mình thôi nha. Chiều cao 1m13. 1m13. Mức giá 21 triệu 800. Nó nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Đấy, chào các bác. Đây, loa này các bác không lấy thì bác lấy cái quái gì này? Loa như thế này mà các bác không lấy thì bác lấy cái gì? Phải nói là một đôi loa đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc cho các bác luôn ạ. Bát 30 nhé, các bác nhìn này. Đẹp zin đét luôn. Tất cả nỉ xung quanh zin. Bát 30 zin hết từng đài luôn ạ. À, một con bát 30 này. Ở đây con trung này, con trung đặt đây này. Trung bác nhìn thấy độc lạ không? Côn tướng nhìn này. Trung này. Tép University này. Phải nói là như mới luôn, chứ không vết gì ạ. Lỗ thông hơi này. Lỗ thông hơi còn đặt ép cả bông tiêu âm vào đây luôn. Đấy. Đôi loa này các bác có thể để làm đứng lên được mà để nằm ngang cũng được. Đây, em để nằm ngang đây. Nằm ngang cũng được. Được. Đây, model của nó đây bác ạ. Đi buôn này. Con này dòng loa toàn giải bác nhé. Dòng loa toàn giải đấy. Đây là loa toàn giải. Bác chú ý hộ em. Nhiều bác. Con toàn giải này còn được ghép cả bát với trung nữa.
Đây là bác nhìn này, có 30W. Nó chỉ có loa toàn giải thì nó mới ghi watt như này thôi bác ạ. Và đây, bác đặc biệt là cái trở kháng 8 đến 16 ohm toàn toàn giải hết thôi. Được chưa ạ? Đấy. Thương hiệu của nó đây ạ. University. Hàng made in USA. Hôm kia cách đây khoảng 3 4 hôm em có về được một đôi toàn giải cũng JBL đấy. Nhưng con JBL đấy nó chỉ có một bát thôi. Nhưng con này là còn bát 30 này, còn hỗ trợ cả thép chung này nữa. Nó nhìn chưa? Nhìn nó đẹp này. Đẹp như thế này. Đẹp như mới luôn. Và nó đẹp như mới. Đẹp như mới cho các bác luôn ạ. À, đôi này để cho các bác mức giá 14 triệu 800. 14 triệu 800 nghìn. 14 triệu 800. Các bác tham khảo thoải mái. Đây, về phía trước ấy. Về phía trước của nó căng chám này. Căng chám. Đấy. Còn bác đang muốn nhìn màng loa thì đợi em một chút nhé. Em sẽ quay lồng cho bác luôn. Đấy, em vặn ốc ra để cho các bác xem bát cho nó thoải mái. Đó nhé. Đây, bông nỉ này, em hết cả lưng luôn. Con này à, đây ạ. À. Con này có chế độ có volume nhé. Bác nhìn hộ em nhé, đằng sau nó có cái volume này. Volume này này, bác nhìn chưa? Volume này là volume của đôi là của toàn giải University, bác nhìn chưa? Toàn giải University. Đấy. Con toàn giải này còn được hỗ trợ thêm cả tép nữa. Đây, chỉnh giải này. Chỉnh tăng giải nhé. Giải bát, giải tép tăng này. Bên này cũng vậy, này. Còn zin luôn. Còn zin đẹp luôn của nó ạ. 14 triệu 800. Bác làm nhanh thì giá đấy thì phải của nó là quá bèo cho bác rồi. Còn cái nước gỗ này, bác thích thì bác vét ni lại cho nó đẹp nhé. Thùng gỗ quá đẹp thì còn zin mà. Thùng zin chạy ạ. 14 triệu 800. Còn con bên này, bác nào muốn tầm giá bình dân nghe hay thì chơi con này cho em. À, đây là con này là con gì đây, Zamo. Zamo này các bác đánh với đờn nông cho em, đờn nông Pioneer. Dòng này gọi là ngon bổ rẻ cho bác. Ngon bổ rẻ. Ok chưa? Ngon bổ rẻ cho bác. Đấy, 3 triệu 9 đôi loa này. Các bác đánh con này nghe rất là hay nhá. Đây là con Zamo này, Studio 1800. À, 170W một loa. Vậy là tổng của đôi loa này có 340W đấy. Tổng công suất của đôi loa này 340W. Đặc biệt là cái trở kháng, con này made in nhé, made in D-Max Đan Mạch, made in D-Max. Trở kháng lại 4 đến 8 ohm. Bác nào có âm ly 4 ohm cũng đánh được, mà âm ly 8 ohm cũng đánh được. Được chưa? Rất là dễ đánh. Cao gần 80, tầm 80, sâu 25, ngang 25. Cao 80, 1, 2, 3. Cao 80, hơn 80 một chút. À, bát này nó tầm bát 23. Bát trùng tép 3 triệu 9 đôi này. Ok chưa? Đây, bác nhìn đây. Con University nhá. Đẹp chưa bác nhìn này? Gân nó đẹp này. Phải nói luôn là loa mới cũng được. Phải nói là loa mới cũng được. Con này đang chạy chơi chế độ toàn giải nhá bác nhá. Loa chế độ toàn giải đấy. Toàn giải nhá. Đây. Ok chưa? À, watt bác có đẩy thể đánh âm ly đèn thoải mái nhá. Bác nhìn cái này. Nhìn phê chưa bác? Ui dồi hồ. Phải nói là mới luôn ý. Bác nhìn cái bát nó đẹp chưa? Này trong này có tầng bát đẹp không? Đấy, trong phễu này có lỗ rồi. Như vậy là các bác biết rồi gì? Như mới luôn đúng không ạ? Bát như mới luôn. Đấy, em vừa đọc watt cho bác chú ý nhé. Đôi loa này là dòng dòng loa toàn giải nhé. Nên là nó có 30W thôi, bác nhìn chưa? Nó có 32W, nó là loa cổ, bác có thể đánh âm ly đèn, âm ly receiver hoặc là những loa cổ, trở kháng 8 đến 16 ohm. Con này nghe phê lắm. Lộc cộc luôn. Đấy. Bác nào có thời gian thì cứ nghiên cứu, sau đó thích thì liên hệ với em Tuấn. Ok chưa? À, còn đôi Mission này hôm qua em báo nhá, con Mission này là chiều cao nó 1m1. À, đôi loa Mission này báo cáo bác là nó có trị giá của nó mười mấy triệu cơ. Nhưng do con này là hôm qua là có một bác chốt rồi, nhưng mà em chưa thấy nổi tiền đâu. Bác xem lại, bác đặt ở đâu bác báo lại cho em, còn không đem cho nó đi. Con Mission này Mission cao 1m1, nhưng mà về đến nơi mở thì không thấy tép của em ở đâu. Tép thì rất là nhiều tép, thiếu thì tép bác ạ. À, con Mission này bình thường nó toàn tiền chục trở lên thôi. Hôm qua em báo giá cho bác là 5 triệu 9 đấy.
Có bác chốt rồi đấy nhưng mà em chưa thấy nhận được tiền, bác đổi bác chuyển nhưng em chưa nhận được nhá. Còn bây giờ bác nào cứ có nhu cầu cứ gọi với em. Còn bác kia nổi tiền muộn quá, bác không, một là bác đặt lại tiếp tiền, hai là nổi muộn quá là em hủy đơn, em cho người khác thôi chứ không đợi được bác ạ. Đấy. Đấy. Được chưa? Còn nó xem nào. Đấy, à, còn B3 đây. À, như B3 này thì báo cáo bác là B3 này. B3 này là đôi, này là đôi em dùng. Hôm trước có một số bác bảo để cho bác nhưng mà em để dùng rồi, em không bán. Nhưng mà hôm nay thì có về đây, có về được thêm hai đôi. Vẫn là nó này. Dòng này là 6 triệu 6 một đôi nhé. 6 triệu 6 một đôi là bao hay bao chất cho bác. Bao hay bao chất luôn, bao đẹp luôn. Còn à, nhiều bác bảo test, có thời gian em sẽ test. Còn giờ thì chưa test được đâu bác ơi, bởi vì giờ là đơn hàng nó nhiều, cứ phải từ từ, từ từ, cái gì phải từ từ đấy. Ok chưa? Em sẽ gửi cho bác. Đấy. À, B3 này, BMB này. BMB này đôi này 4 triệu 980, gọi 5 triệu đôi này đi. Đấy. Đôi này vậy hơn 5 triệu thì. Đôi này là 5 triệu 6 này, DK đồng trục này. Đôi này cũng là DK này, đôi này cũng phê lắm. 4 triệu rưỡi. Không có gì ngon bổ rẻ bác nhé. Đã là hàng chất thì không có rẻ lắm đâu. Em so với giá thị trường em rẻ hơn cho các bác thôi, còn nếu mà rẻ như bèo như cho thì chỉ có hàng vứt đi thôi bác, chỉ có hàng đều thôi, nói luôn cho nhanh. Bác cũng mua hàng, các bác cũng đừng có ham nó rẻ quá, nó rẻ đến một mức nhất định thôi, hoặc là những hôm nào mua bên em sale tặng hoặc là giảm giá cho bác thì lúc đấy được rẻ, chứ còn các bác mua hàng mà lúc nào bác chỉ mong là được cái hàng nó rẻ bèo thì nói thật với các bác là không có cái gì người ta bán rẻ cho bác đâu, đã là hàng ngon thì không có rẻ đấy. Hẹn gặp lại các bác clip sau.